Nhà tù là nơi mà chẳng một kẻ nào muốn ghé thăm dù chỉ một lần. Có những đàn anh đàn chị hô mưa gọi gió ngoài đời, nhưng khi vào đến trong tù là ngoan như em bé, khóc lóc sướt mướt xin được thả ra ngoài. Bởi sống trong một số nhà tù kinh dị bậc nhất trên thế giới thì thà chết đi còn dễ chịu hơn. Chính vì thế rất nhiều tội phạm đã bất chấp tất cả để có thể trốn tù, và phần lớn những kế hoạch đều thất bại và ngớ ngẩn vô cùng. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá lần vượt ngục ngớ ngẩn nhất trên hành tinh. Bạn sẽ thấy buồn cười lắm đấy, hãy bắt đầu ngay thôi nào. Hóa trang thành vợ Renato Silva. Chắc hẳn nhắc đến việc vượt ngục thì bạn sẽ hẳn quen thuộc nhất với những cảnh tù nhân cải trang đóng giả thêm một ai đó để thoát ra khỏi tai mắt của cai ngục. Thế nhưng để cải trang thành công không phải chuyện đơn giản, người ta sẽ phải tính toán kỹ càng cũng như tiền liệu trước tất cả khả năng có thể xảy ra. Có vẻ như gã buôn ma túy Renato Silva này đã không được cẩn trọng như thế. Trong tù, hắn nghĩ ra cách vượt ngục và bàn bạc với vợ của mình. Trong lần vợ hắn tới thăm ngục, hắn ta quyết định đổi quần áo của vợ hắn một cách lén lút. Anh ta đã mặc một chiếc váy xanh, đội tóc giả, trang điểm, thậm chí chuẩn bị kỹ đến cả việc cạo râu và cạo lông tay để trông thật sự nữ tính. Tuy nhiên ai thì chẳng có sai lầm, và sai lầm của anh ta lúc này là quyết định đi đồ quốc cao gót mà vợ anh ta đã đi đến. Và điều này đã làm sụp đổ hoàn toàn kế hoạch của anh ta. Ban đầu, Silva bằng cách nào đó đã thành công vượt qua được các cai ngục và rời khỏi nhà tù, nhưng sau khi tuần tra bên ngoài thì thấy anh ta lạng choạng đi không vững, bên trong đôi giày cao gót thì đã sinh nghi và quyết định bắt anh ta lại. Vâng, kế hoạch này bị phá sản trong vòng chưa đầy 30 phút thực hiện. Khỏi phải nói anh ta chắc cũng bị tẩn cho kha khá sau vụ vượt ngục ngớ ngẩn này rồi. Trốn qua một cái lỗ. Ghi danh tiếp theo trong danh sách những màn vượt ngục siêu lỗi này đến từ tù nhân người Brazil có tên là Rafael Valadão. Cuộc đào tẩu của tù nhân này đã phải kết thúc trong đau đớn và xấu hổ. Vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ một ngày tháng 12 năm 2012 tại nhà tù Ceres nằm trong thị trấn nhỏ thuộc bang Goiás, phía tây Brazil mới được xây dựng. Theo kế hoạch tính toán tỉ mỉ trước đó, 4 tên tù nhân đã lặng lẽ tiến hành khoét một lỗ nhỏ trên đường bằng ống vòi tắm bằng sắt mà chúng kiếm được trong nhà tù, sau đó chúng sẽ thoát thân bằng chính lỗ hổng này. Mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ, tên thứ nhất thoát ra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, thật không may cho chúng, cái lỗ ấy quá nhỏ so với thân hình nặng 120kg của tù nhân thứ hai, Rafael Valadão, khiến tên này bị mắc kẹt. Trước sự việc này, hai tên đồng phạm còn lại đã ra sức đẩy thân hình bị thịt khoảng 120kg đó sang bức tường bên kia. Nhưng càng đẩy, Rafael Valadão càng cảm thấy đau đớn, và cuối cùng, hắn cũng phải chấp nhận thất bại khi tên tù nhân này bắt đầu la hét và kêu cứu. Trước tiếng kêu cứu của Rafael Valadão, các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát sau đó đã được điều động đến để giải cứu tên tù nhân này. Thời điểm các nhân viên cứu hộ tới, gã tù nhân này với cơ thể xây sát, giày và quần jean tuột cả ra, trên người mặc đồng một chiếc quần lót. Đội cứu hộ phải dùng búa và khoan để đập vỡ những mảng tường xung quanh lỗ hổng này. Cảnh tượng hài hước này đã khiến cả quan ngục và các tù nhân khác có một trận cười sảng khoái. Gõ cửa. James Edward Russell đã bị bắt vào giữa năm 2011 vì đã giả mạo giấy tờ và trộm cắp. Tuy nhiên, ngay hôm sau, hắn ta đã thoát ra được bên ngoài vì những mánh khóe của mình. Anh ta thậm chí đã trốn chạy được vài km. Có lẽ cuộc trốn chạy này đã nhìn thấy cái kết tươi sáng. Sáng hôm sau, tù nhân này đi qua một khu nghỉ mát nhiều cây cối, dù trên người vẫn mặc đồng phục tù nhân. Anh ta đã đến một căn phòng cabin và gõ cửa để yêu cầu sử dụng nhờ điện thoại một lát. Thế nhưng có lẽ thần hộ mệnh dòng họ nhà anh ta đi vắng, mà người mở cửa lúc này lại chính là một nhân viên làm việc trong nhà tù mà anh ta vừa trốn đi trước đó. Sau khi nhìn thấy chiếc áo tù nhân mà hắn ta đang mặc, thế là khỏi cần trình bày nhiều, đoán ngay ra tù nhân vượt ngục. Sau một màn tỉ thí võ thuật hạ gục tù nhân, nhân viên này đã gọi điện báo cho cảnh sát, và chẳng bao lâu sau, kẻ vượt ngục này đã bị tóm trở về nhà tù. Đúng là ngớ ngẩn, vượt ngục rồi mà vẫn mặc quần áo tù nhân để gõ cửa dân thường thì đúng là IQ cao thế nào. Chui vào túi rác. Chắc hẳn là phải tuyệt vọng lắm thì hai tên tù nhân này mới chọn cách ngớ ngẩn là tự chui vào túi rác để trốn thoát. Trong một lần đến phiên lao động, hai tên phạm nhân Sidney de Cruz, 24 tuổi và Carlos Pereira, 18 tuổi đã quyết định hóa thân thành túi rác để mong có người thu rác bế đi xa khỏi nhà tù đáng sợ này. Thế nhưng có lẽ trong túi rác thì chẳng hề dễ chịu vì vừa hôi thối lại lắm côn trùng, nên hai tên này thi nhau uốn éo động đậy, gãi sành sạch khiến bảo vệ nhà tù phải tới kiểm tra. Âm mưu vượt ngục cũng tan thành mây khói. Cảnh sát trưởng Jason Alves Machado nói, thân nực cười, làm sao họ lại có thể mong đợi một ai đó mang đi trong khi những túi rác đó quá mỏng và không thể chịu đựng được sức nặng của họ. Chẳng hạn như người ta nhấc cái túi lên mà hai người rơi từ trong túi rác ra thì thật là hài hước. Và hai tên tuổi trẻ chưa trải sự đời này sau đó đã phải bóc lịch dài hơn vì hành động ngớ ngẩn của mình. Giấu trong vali.
Anita Robles Suda, 25 tuổi, đã ghé thăm bạn trai của mình. Jose Antonio Anjos Tiqui đang bị giam giữ tại nhà tù Puerta Ayala, thành phố Barcelona, Venezuela. Khi đến thăm bạn trai, Suda đã mang theo cô con gái 6 tuổi của cả hai và mang theo một chiếc vali cỡ lớn. Việc mang theo vali cỡ lớn vào thăm tù nhân là điều khá bình thường tại Venezuela. Tại đây, người nhà tù nhân có thể được ở lại qua đêm trong tù. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chiếc vali này lại nhằm mục đích giúp Anjos Tiqui vượt ngục. Và ngày hôm sau, Suda ra khỏi nhà tù cùng với con gái với chiếc vali cỡ lớn của mình. Ban đầu các cai ngục không quá chú ý đến Suda, nhưng chỉ khi nhận ra cô đang phải vật lộn khó khăn để kéo chiếc vali dường như không quá nặng ra khỏi cửa khiến mọi người nghi ngờ. Các cai ngục sau đó đã chặn Suda lại và yêu cầu cô mở vali để kiểm tra bên trong. Không còn lựa chọn nào khác, Suda đã phải mở chiếc vali ra và cảnh tượng đập vào mắt các cai ngục đó là người bạn trai của Suda đang nằm co ro bên trong chiếc vali như một nghệ sĩ uốn dẻo, với những bộ quần áo của cô được xếp gọn sang một bên. Các nhân viên của nhà tù Puente Ayala lập tức đưa Anjos Tiqui trở lại buồng giam, đồng thời bắt giữ người bạn gái Suda của tên này. Sau khi câu chuyện được truyền thông đăng tải, nhiều người đã hài hước nói rằng nếu Suda tập thể dục nhiều hơn và có sức khỏe tốt hơn để kéo chiếc vali giấu bạn trai bên trong, có thể vụ vượt ngục đã thành công. Buộc ga giường. Có lẽ xem những bộ phim hành động, thậm chí là hoạt hình cũng đều có những cảnh vượt nơi nguy hiểm bằng cách buộc những tấm ga trải giường để đu xuống dưới tầng. Thế nên hai gã tù nhân Christopher Cornelius và Matthew Johnson này cũng đã có một lựa chọn tương tự khi cũng sử dụng những tấm ga trải giường để tụt xuống khỏi nhà tù ở Kentucky. Tuy nhiên khi tên đầu tiên đang tụt giữa đường thì một mối nối giữa hai mảnh ga giường tụt ra khiến hắn ngã đau đớn từ độ cao hơn 6 mét. Điều này đã rơi vào tầm mắt của những người sống gần đó, họ lập tức gọi cho cảnh sát. Tên tù nhân này không hiểu bằng cách nào đã nén đau thương và tiếp tục bỏ trốn, nhưng tất nhiên không bao lâu sau thì bị bắt với chấn thương ở mắt cá chân và lưng. Hắn ta phải nhập viện điều trị trước khi trở lại tù. Còn kẻ đồng phạm mắc kẹt ở phía trên cũng bị tóm gọn ngay lúc đó dù chưa kịp ngửi tí mùi đời nào. Quá nhọ cho hai thanh niên xem phim quá nhiều, thế nên phim cũng chỉ là phim thôi nhé. Đừng làm theo, kẻo có ngày rước họa vào thân đó. Giả mạo. Trại giam quận Mesa, bang Colorado, Mỹ thông báo họ đã sở xuất không kiểm tra dây đeo cổ tay của phạm nhân James Renation, 38 tuổi, và đã nhầm lẫn người này với một phạm nhân khác sắp được trả tự do. Renation đã lợi dụng sơ suất này của ban quản lý trại giam và thu thập cả giấy tờ, thẻ tín dụng cùng áo khoác da của phạm nhân sắp được trả tự do kia. Dựa theo đó đã giả mạo chữ ký của người đó và ra khỏi nhà tù. Phạm nhân bị nhầm lẫn với Renation là Marvin March, 35 tuổi. Trước khi xảy ra vụ vượt ngục, Marvin Marsh có chuyển sang phòng tạm giam của Renation do phòng giam của Marsh đang trong quá trình sửa chữa. Marsh sau đó đã trở lại phòng giam của mình nhưng danh sách của trại giam lại chưa kịp cập nhật thông tin này. Khi Marsh được gọi tên để chuẩn bị thả tự do, ban quản lý trại giam lại gọi đến phòng giam của Renation và người này có thể bước ra ngoài. Cả nhân viên kiểm tra chứng từ và phó phụ trách kỹ thuật của nhà giam đều quên không kiểm tra so sánh từ trên dây đeo cổ tay của Renation với tên trên chứng từ của người được thả và cứ thế đường hoàng trở về nhà. Vợ của Renation rất sốc khi thấy chồng trong nhà xe của căn hộ cô đang sống. Nhưng sau khi biết được cách mà chồng được tự do, người vợ này đã lập tức đưa chồng quay trở lại nhà giam. Như vậy, Renation chỉ mới được tự do chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Với hành vi giả mạo của mình, hắn lại bị đi tù thêm vài năm nữa. Chắc hẳn là giờ này thì hắn ta đang ngồi trong tù và hét lên rằng, trời ơi, đàn bà đúng là những niềm đau. Bạn cảm thấy đâu là pha vượt ngục ngu ngốc ngớ ngẩn nhất cho danh sách này? Bạn có biết pha tấu hài nào hơn không? Hãy để lại bình luận và chia sẻ cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor, và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.